Trận đấu bán kết giữa Pháp với Maroc sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 15 tháng 12 trên sân Anfield. Trong số 4 đội bóng góp mặt ở vòng bán kết, Pháp là đội bóng được đánh giá vượt trội nhờ sở hữu những ngôi sao hàng đầu ở mọi vị trí. Tuy nhiên, trận bán kết trước Maroc sẽ là khoảng thời gian không hề dễ dàng. Đáng chú ý, Maroc đang là chú ngựa ô của World Cup 2022 khi khiến không ít các đội bóng danh tiếng của châu Âu phải đầu hàng. Pháp với Maroc từng có 2 lần đụng độ nhau trong quá khứ. Trong đó, nhà đương kim vô địch Pháp giành được 1 trận thắng và 1 trận hòa trước đại diện đến từ châu Phi. Trong tổng số 5 trận đấu gần nhất, Pháp thắng 4 trận và để thua 1 trận. Trong đó, Maroc cũng dành cho mình được 3 trận thắng và 2 trận hòa. Hãy cùng điểm qua một số cầu thủ nổi bật mà hai đội sở hữu. Cầu thủ nổi bật của Pháp là Kylian Mbappé. Kylian Mbappé hiện đang dẫn đầu danh sách cột phá lưới cũng như giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Theo nhiều trang thống kê, thành tích ghi bàn tại World Cup ở tuổi của Mbappé là điều chưa từng có trong lịch sử giải đấu này. Cầu thủ nổi bật của Maroc là Achraf Hakimi. Hakimi lúc này là niềm hy vọng lớn nhất của đối tượng Maroc trong trận đấu tới gặp đội tuyển Pháp. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là pha đá phạt đền một cách lạnh lùng theo phong cách Panenka để loại đội tuyển Tây Ban Nha tại tứ kết World Cup. Cả hai đội tuyển đều đang sở hữu một lực lượng mạnh mẽ trước trận đấu. Pháp dự kiến ra sân cùng sơ đồ 4-2-3-1, trong khi đó Maroc sẽ xuất phát với đội hình 4-3-3. Siêu máy tính Fighter TAE dự đoán cơ hội giành chiến thắng đội tuyển Pháp là 66%, trong khi cơ hội thắng của đội tuyển Maroc chỉ có 34%. Kèo châu Á cho Pháp với Maroc thuộc bán kết World Cup 2022 lần đầu được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á vào lúc 5 giờ 25 phút ngày 11 tháng 12. Thời điểm đó, nhà cái đánh giá cơ hội thắng kèo của Pháp là cao hơn qua mức kèo chấp một trái cả trận, đặt kèo Pháp bỏ 0.96 và theo kèo Maroc ăn 0.82. Sau hơn 4 ngày lên kèo, dù trải qua nhiều phiên giao dịch nhưng tỷ lệ kèo vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào khi vẫn giữ giá Pháp chấp một hòa. Biến động chỉ đến từ tỷ giá ăn tiền giữa hai đầu khi theo kèo Pháp giảm sâu xuống còn ăn 0.95, ngược lại theo kèo Maroc tăng giá lên thành ăn 0.93. Điều này cho thấy đàn quân của huấn luyện viên Deschamps vẫn được các nhà đầu tư châu Á đặt niềm tin nhiều hơn. Tỷ lệ cược vô địch của Pháp sẽ là 1 ăn 1.97 và của Maroc sẽ là 1 ăn 9.